chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù ít hay nhiều thì mỗi người phụ nữ Việt Nam đều đang gặp phải những vấn đề khác nhau trong cuộc sống đời thường cũng như sinh hoạt vợ chồng. Tình trạng này đang trở nên phổ biến và tồi tệ hơn. Vâng, đúng như vậy. Theo như diễn biến tự nhiên của quá trình lão hóa, từng cơ quan trong cơ thể dần bị suy thoái, làm cho nội tiết tố nữ giảm sút mạnh, khiến cho sức khỏe và sinh lý nữ cũng yếu dần. Ngoài nguyên nhân chính là quá trình lão hóa của cơ thể thì chúng ta cũng phải kể đến rất nhiều những lý do khác như là áp lực cuộc sống này, môi trường khói bụi và ô nhiễm, căng thẳng, dùng nhiều chất kích thích và rất nhiều những nguyên nhân khác mà Việt Tú không thể kể hết ra đây được. Và chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết những nỗi lòng mà các chị em phụ nữ đang mắc phải. Hậu quả là đời sống tình dục của phái đẹp trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn. Họ dần mất đi sự ham muốn, khó đạt khoái cảm, khô âm đạo, giảm hay mất khả năng sinh con. Sức khỏe của các chị em cũng bị suy giảm mạnh. Những tình trạng thường gặp đó là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, rối loạn giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi, khó tập trung, giảm trí nhớ, lo âu và trầm cảm, thay đổi tính nết, đau nhức xương khớp và loãng xương, đau đầu, căng tức ngực, xuất hiện các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tăng cân và béo phì. Về sắc đẹp của chị em phụ nữ trong thời kỳ này cũng giảm sút đáng kể. Trong thời kỳ này, nữ giới thường gặp phải các tình trạng như là da khô nhăn, nám da, sạm da, tàn nhang, da chảy xệ, tóc khô sơ, dễ gãy rụng, tăng cân nhanh chóng. Và bây giờ thì Việt Tú xin được mời quý vị hãy cùng lắng nghe một vài chia sẻ của các chị em để chúng ta cùng hiểu hơn về những nỗi lòng của họ đang mắc phải. Thấy cuộc sống này ngột ngạt quá và tôi đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà không thể nào bắt kịp được với sự xô bồ của xã hội. Chính vì vậy mà tôi đã tách mình sang một bên và điều này đã làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này rất là vô vị. Tôi cứ nghĩ rằng những vấn đề như tóc rụng nhiều, tàn nhang hay nám má là do tuổi tác hay do quy luật tất yếu của tự nhiên, tôi phải chấp nhận và sống chung với nó. Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc gần gũi chăn gối với chồng. Gần đây, anh hay đi làm rất thất thường. Tình cảm chồng tôi đối với tôi xa dần từ đó. Tôi hiểu rằng điều đó có một phần lỗi ở tôi. Qua những chia sẻ vừa rồi của chị em phụ nữ thì chúng ta có thể thấy rằng vấn đề về tình dục và đời sống tinh thần là những điều rất phức tạp, đúng không Hà Hương Giang? Vâng, đúng vậy. Cũng chính vì thế mà từ năm 1950, William Master, bác sĩ phụ khoa của trường Đại học Y khoa Washington đã bắt đầu nghiên cứu về tình dục nữ. Và một điều bất ngờ được Master tiết lộ trong cuốn sách Phản ứng tình dục của con người là những hoạt chất có trong maca. Đây là một hoạt chất được tin dùng tại Mỹ, Peru, Singapore đã có lịch sử hàng trăm năm. Maca được người dân Nam Mỹ xem như một thần dược, mang lại niềm vui, sức khỏe và sinh sản. Nếu như các đấng mày râu xem Viagra là sức mạnh trốn phòng the, thì với phụ nữ, hoạt chất maca là một hoạt chất không thể thiếu cho một phụ nữ lãnh cảm, nám má, tàn nhang, cơ thể mệt mỏi và không có khả năng sinh con. Và tất cả những sự tinh túy mà đất trời ban tặng cho con người, đó là những hạt maca đã được các chuyên gia nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm dược Peru. Ngoài thành phần chính là maca mà Việt Tú và Hương Giang vừa giới thiệu tới quý vị thì dược Peru còn có các thảo dược quý giá khác như cao thăng ma, canitin, cao hạt nho, tinh chất mầm đậu nành. Sản phẩm có tác dụng đặc biệt trong việc điều trị viêm nhiễm phụ khoa, nám má, tàn nhang, lãnh cảm, đau rát vùng kín. Dược Peru là một sản phẩm cao cấp mang lại sự tự tin, niềm vui cho phụ nữ trên toàn thế giới. Dược Peru với 5-0, không còn viêm phụ khoa, không lãnh cảm, không nám má tàn nhang, không chất kích thích và không hài lòng hoàn trả lại sản phẩm. Dược Peru không chỉ là một thực phẩm chức năng có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị, sản phẩm của chúng tôi còn mang lại hiệu quả đặc biệt cùng những liệu trình điều trị khoa học với 3 liệu trình. Liệu trình phổ thông, liệu trình này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian là 40 ngày, liệu trình tăng cường sử dụng trong vòng 120 ngày và liệu trình đặc biệt sẽ sử dụng trong vòng 200 ngày. Dược Peru đã chiếm được tình cảm của hàng triệu chị em phụ nữ, mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho hàng nghìn gia đình, trả lại cho phái đẹp sự tự tin với làn da mịn màng vốn có. Quý vị có thể gọi điện thoại từ số 1900-6603 hoặc 0904-599-816 để được tư vấn miễn phí và đặt mua sản phẩm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Dược Peru.